Chào mọi người, hôm nay mình là chia sẻ thêm một món muối xả chay. Muối xả khi làm xong thì có mùi thơm của xả, vị rất là vừa ăn. Làm xong mình để vô keo rồi bảo quản vô ngăn mát tủ lạnh, sử dụng được lâu. Khi ăn mình đem ra mình rưới một ít lên cái phần cơm trắng, rất ngon cơm. Thì món này ăn cùng với cơm trắng sẽ ngon hơn nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có 8 cây xả, 1 chớp sừng không cay. Gia vị thì mình dùng 1 thìa cà phê nước tương, 1 thìa canh muối, nửa thìa canh đường. Xả thì mình sẽ cắt ra, để lát mình để vô máy xay á, mình xay cho được dễ. Ớt sừng không cay thì mình bỏ phần hạt, rồi cũng xắt ra miếng dừa. Thì các bạn thích ăn ớt cay á, mình có thể thay thế bằng cái phần ớt cay vô nha. Xong rồi mình để xả vô máy xay, để xay cho cái phần xả này nhuyễn. Và đây là phần xả thì mình xay cũng vừa nhuyễn rồi. Giờ sẽ đem xả ra ngoài. Xả khi xay á, rất là thơm luôn nha các bạn. Thì các bạn thích xay cái phần xả nhuyễn hơn á, thì mình có thể xay thêm một chút nữa cho cái xả này nó thật là nhuyễn á. Ở đây thì xả mình xay cho vừa nhuyễn à. Rồi đem xả ra ngoài. Bắt chảo lên để một ít dầu ăn vô, rồi để xả vô. Đảo phần xả này để cho xả hơi khô lại một tí. Xong rồi mình nêm gia vị như là muối và đường với nước tương. Thì mình dùng 8 cây xả, mình sử dụng 1 thìa canh muối. Thì các bạn thích ăn đậm đà hơn á, mình có thể thêm muối hoặc là thêm đường vô nha. Tại vì mình làm cái muối xả này, cái vị ngọt với vị mặn á, không có quá nhiều nha các bạn. Chỉ hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt thôi. Rồi mình để ớt bằm vô, cũng đảo đều cái phần xả. Và phần xả thì mình nêm gia vị cũng vừa ăn rồi. Thì xả như gì cũng được rồi. Mình làm cũng đừng quá khô nha các bạn. Mình làm sao cho cái phần xả hơi tơi nhẹ ra thôi. Rồi mình đem cái muối xả chay ra dĩa cho các bạn xem nha. Cái muối xả chay này á thì mình làm ăn cơm rất là ngon cơm á. Món muối xả thì khi mình làm xong á, thơm cái mùi của xả, đặc biệt là rất là vừa ăn. Thì các bạn làm thử món muối xả chay này để mình ăn cơm á, ngon cơm lạ miệng lại không bị ngán, làm thì đơn giản lại nhanh á. Mình ở đây thì mình có thể để vô keo thủy tinh, rồi bảo quản vô ngăn mát tủ lạnh. Mình dùng được lâu nha các bạn. Khi ăn mình sẽ rưới một ít vô cái phần cơm trắng như vậy. Ở đây thì mình sẽ để cái phần muối xả vô trong cái keo thủy tinh, rồi mình sẽ để vô ngăn mát tủ lạnh. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.